Sau nhiều trận mưa lớn xuất hiện, đất muối được giảm độ mặn đáng kể. Một số diêm dân trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu đã cải tạo diện tích đất muối, gia cố bờ bao trữ nước mưa để thả con giống thủy sản. Mô hình nuôi thủy sản trên đất muối tại Bạc Liêu trong thời gian qua tuy hiệu quả không cao do ít được đầu tư, nhưng cũng tạo ra nguồn thu nhập cho diêm dân trong mùa mưa khi diện tích ruộng không thể làm muối. Đây được xem là mô hình sản xuất tạm thời, nuôi theo tự nhiên, phụ thuộc chủ yếu vào thời tiết bởi hầu hết người dân đều tận dụng nguồn con giống có sẵn trong tự nhiên như cá phi, tôm bạc, tôm đất, cá kèo, kết hợp thả thêm tôm sú để nuôi và khai thác.